Vâng, thời gian và địa điểm rõ ràng. Quý vị và các bạn đừng quên rằng giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019 sẽ được diễn ra tại Quảng Nam từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 8 tới. Xin kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.